Mang số áo 500 của Singapore, Tốt Tinh Xuân. Trở lại với SEA Games năm 2019 trên đất Philippines, Hồng Lệ giành tấm huy chương bạc ở cự ly 10.000m nữ và tấm huy chương vàng thuộc về Phạm Thị Huệ của Việt Nam với thành tích 36 phút 23 giây 24. Và đó cũng chính là kỳ SEA Games mà Odetta Naibaho giành huy chương đồng như chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị. Lúc này thì vận động viên của Indonesia đang dẫn đầu đoàn. Nội dung chạy 10.000m là nội dung cần thể lực, sức bền và đương nhiên cả tốc độ nữa. Đây là một phần thi đòi hỏi sự dẻo dai của các vận động viên. Các vận động viên vừa trải qua 20 phút thi đấu đầu tiên ở nội dung 10.000m nữ.
tốp đầu với 4 vận động viên đang tạo ra một khoảng cách rất lớn so với phần còn lại. Lần này thì Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam không sử dụng tới nước. Vận động viên của Indonesia cũng rất fair play. Đó chính là tinh thần thể thao đáng ngưỡng mộ mà chúng ta luôn muốn hướng tới khi các vận động viên tranh tài ở các kỳ đại hội thể thao lớn. Lần trước sau ít giây tiếp nước thì Nguyễn Thị Oanh đã tụt xuống vị trí thứ 2 và nhường lại vị trí số 1 cho Odekta Naibaho của Indonesia. Đã có sự hoán đổi vị trí của hai vận động viên trong tốp đầu. Ở phía cuối với số áo 460 là Khin Mache của Myanmar. Vận động viên cũng đã bị tốp đầu. Bỏ một đoạn khá xa. Chúng ta còn 10 vòng thi ở phía trước. Linh Rekna của Campuchia cũng chuẩn bị bị nhóm đầu bắt kịp một vòng. Tại SEA Games lần này thì hình ảnh một vận động viên nữ của Campuchia khóc trong mưa để nỗ lực hoàn thành phần thi của mình trước sự vượt trội của các chân chạy đối thủ cũng là những hình ảnh rất đẹp tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023. Thể thao là vượt qua chính mình, đôi khi không cần phải ganh đua với bất cứ ai cả. Nhưng vượt qua chính mình đã là một điều gì đó rất đáng ghi nhận rồi. Đương nhiên là trong thi đấu thì vận động viên nào cũng mong muốn có thành tích tốt, có được huy chương. Nhưng không phải ai cũng có đủ sức cạnh tranh với những đối thủ đặng ký. Nguyễn Thị Oanh vẫn đang duy trì tốt ở đường chạy 10.000m nữ này. Chúng ta cùng chờ đợi tới những vòng đua cuối để xem chiến thuật của Hồng Lệ cũng như Nguyễn Thị Oanh và Odekta sẽ là như thế nào. Ba vận động viên này liên tục giữ vị trí trong top 3 kể từ đầu cho tới giờ. Bây giờ thì Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp nước. Nước phần nào sẽ được thẩm thấu qua da thay vì đường uống. Các vận động viên sẽ không thể vừa chạy vừa uống nhiều nước ở thời điểm này. Dù cho cơ thể của họ đang mất một lượng nước lớn sau hơn 15 vòng chạy vừa qua. Bây giờ thì Nguyễn Thị Oanh đang núp gió sau Hồng Lệ và Odekta. Trong sự nghiệp của mình thì Nguyễn Thị Oanh chưa bao giờ giành được tấm huy chương vàng SEA Games ở nội dung này. Top 3 cũng đã tạo ra khoảng cách với vận động viên đứng ở vị trí thứ 4, đó là vận động viên có số áo 456, Ayethan của Myanmar. Nhiều khả năng 3 vận động viên này sẽ là những người đứng trên bục huy chương ở nội dung 10.000m nữ. Những vận động viên vẫn đang duy trì được sự dẻo dai cần thiết của mình kể từ những mét đua đầu tiên cho tới giờ.
Sau hai tấm huy chương vàng được coi là kỳ tích của Nguyễn Thị Oanh thì nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng về những sự thay đổi có thể nói là bất ngờ từ phía ban tổ chức. Thông thường thì với giải điền kinh thế giới hay châu Á, ở cự ly ngắn 100m, 200m, các nội dung này sẽ diễn ra cách nhau ít nhất 45 phút. Ở cự ly trung bình 800m, 1500m, hay ở những cự ly dài 5000m, 10000m, hoặc trung bình dài 3000m vượt chướng ngại vật thì cách nhau ít nhất là 12 giờ thi đấu. Lịch thi đấu của Olympic và ASEAN thì thường được ấn định trước 2 năm. Còn giải vô địch thế giới, khoảng thời gian ấn định trước là 6 tháng. Còn 6 vòng đua ở phía trước. Top 3 đã có những sự hoán đổi vị trí. Chân chạy người Indonesia đang dẫn đầu, Hồng Lệ đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 là Nguyễn Thị Oanh. Theo các chuyên gia thì việc SEA Games 32 chốt thời gian thi đấu trước một ngày có thể coi là chưa có trong tiền lệ. Nhưng điều đó không làm khó được ý chí của Nguyễn Thị Oanh. Hồng Lệ vừa tiếp nước, cũng uống một ngụm nước nhỏ để tiếp tục phần thi của mình. Trong khi đó thì hai vận động viên còn lại trong top 3 là Nguyễn Thị Oanh và Odekta của Indonesia đã bỏ qua đoạn tiếp nước vừa rồi. Theo các chuyên gia thì mặc dù Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành được hai tấm huy chương vàng trong điều kiện thi đấu đầy thách thức đó, nhưng không ai biết Nguyễn Thị Oanh sẽ phải chịu những tổn thất như thế nào về thể chất. Và việc này sẽ cần phải có những đánh giá trên những thông số chi tiết, từ việc lấy mẫu máu, lấy mẫu nước tiểu trong khoảng thời gian vài tháng. Vấn đề được đặt ra đối với Nguyễn Thị Oanh không chỉ là vấn đề mệt mỏi về thể trạng, thiếu lượng oxy, mà còn cả vấn đề về cơ bắp. Với nội dung 3000m vượt chướng ngại vật với 7 rào nước và 28 rào cạn, đó là một nội dung đòi hỏi rất nhiều về yếu tố tốc độ cũng như sức bền và sức mạnh cơ bắp. Đó chính là lo lắng của các chuyên gia cũng như người hâm mộ dành cho Nguyễn Thị Oanh. Sau phần thi diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 5 với tấm huy chương vàng ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nữ, thì Nguyễn Thị Oanh có quãng thời gian nghỉ ngơi ít ngày trước khi bước vào nội dung cuối cùng của cô tại SEA Games năm nay, nội dung 10000m nữ. Và bây giờ Nguyễn Thị Oanh cùng với người đồng đội của mình, Phạm Thị Hồng Lệ, đang bước tới những vòng đua cuối cùng.
động viên của Indonesia vẫn đang giữ vững vị trí top 1 của mình. Chúng ta còn 3 vòng đua ở phía trước, tương đương với 1.200m. Các vận động viên trong top đầu thi đấu rất fair play với nhau, luôn có những sự chia sẻ. Với những trận chân chạy ở cự ly dài, những chân chạy đường trường như thế này, họ đều là những vận động viên được chui rèn về bản lĩnh, sự bền bỉ, nghị lực và ý chí phấn đấu của mình. Ngay cả những chân chạy phong trào Việt Nam, chúng ta đều thấy đó đều là những con người mong muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Đôi khi cũng không cần phải tranh đấu. Hồng Lệ đang tạm vượt lên ở vị trí số 1. Tiếp sau đó là Nguyễn Thị Oanh. Chân chạy của Indonesia cũng đang nỗ lực để giành lại ưu thế của mình. Các chuyên gia cũng nói rằng chiến thuật của Oanh ngày hôm nay rất có thể sẽ là cần khoảng hơn 15 vòng đầu để thăm dò trước khi dốc sức ở những vòng đua cuối. Và đây là lúc mà Nguyễn Thị Oanh đang tăng tốc để tạo ra cách biệt với nhóm bám đuổi. Sẽ là 400m cuối. Nguyễn Thị Oanh đang đứng ở vị trí số 1 và vị trí thứ 2 là Phạm Thị Hồng Lệ, hai vận động viên đều của Việt Nam. Vận động viên mang số áo 416 của Indonesia lúc này đã tụt lại trước những bước tăng tốc của Nguyễn Thị Oanh cũng như Phạm Thị Hồng Lệ. Những hình ảnh rất đỗi tự hào của người hâm mộ Việt Nam. Nguyễn Thị Oanh đang tạo ra một cách biệt lớn với Hồng Lệ và tấm huy chương vàng đang nằm trong tay của Nguyễn Thị Oanh rồi. Nếu đạt được thành tích này thì Nguyễn Thị Oanh sẽ san bằng kỷ lục của người đồng nghiệp, đó là Nguyễn Thị Huyền, chân chạy của Nam Định, với 12 tấm huy chương vàng ở các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Số lượng huy chương vàng lớn nhất mà một vận động viên sở hữu được ở các kỳ SEA Games. Thành tích không phải là quá ấn tượng với hơn 35 phút, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành phần thi của mình. 10.000m, 35 phút 11 giây. Hồng Lệ là người cán đích ở vị trí thứ 2. Cặp đôi của Điền Kinh Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ hai vị trí dẫn đầu ở nội dung chạy 10.000m nữ này. Về thứ 3 là vận động viên Odekta Naibaho của Indonesia, người cũng xứng đáng nhận được sự khích lệ và ngưỡng mộ của các cổ động viên. Người đã thi đấu rất fair play trong suốt chặng đua của mình với hai vận động viên của Việt Nam. Nhưng sau cùng thì Odekta không vượt qua được sự xuất sắc của Nguyễn Thị Oanh cũng như Phạm Thị Hồng Lệ. Những chân chạy cự ly dài tốt nhất của Điền Kinh Việt Nam cũng như là tốt nhất của Điền Kinh Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.
Phạm Thị Hồng Lệ đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games của mình sau những gì cô đã đạt được ở kỳ SEA Games năm ngoái diễn ra trên sân nhà. Nhưng không sao, tấm huy chương đó cũng đã thuộc về một người đồng đội, một người đồng hương. Niềm vui chung dành cho Điền Kinh Việt Nam cũng như các cổ động viên Việt Nam. Năm ngoái thì Phạm Thị Hồng Lệ hoàn thành phần thi với thời gian 35 phút 56 giây 38. Nhưng năm nay thì Hồng Lệ xếp sau Nguyễn Thị Oanh. Lần đầu tiên tại một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Nguyễn Thị Oanh giành được trọn bộ huy chương trong những nội dung mà cô đăng ký: 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và ngày hôm nay nội dung cuối cùng 10.000m. Những vận động viên còn lại ở top sau vẫn đang rất cố gắng để hoàn thành phần thi của mình. Đây là phần thi vượt lên chính mình trước khi vượt lên trên các đối thủ, và không ai muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lại là những hình ảnh với lá quốc kỳ Việt Nam tung bay tại sân vận động quốc gia Mororok Techo của Campuchia. Những hình ảnh mà giới chuyên môn cũng đã dự đoán được từ trước, nhưng nó vẫn luôn mang lại một cảm xúc đặc biệt cho những cổ động viên Việt Nam, những người đang trực tiếp chứng kiến điều này trên sân vận động Mororok Techo, cũng như các khán giả đang theo dõi trực tiếp trên các kênh sóng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Thật sự rất đáng tự hào với Nguyễn Thị Oanh. Ngày mai thì Nguyễn Thị Oanh sẽ bay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Và với thành tích xuất sắc vừa qua thì Nguyễn Thị Oanh sẽ nhận được rất nhiều những phần quà từ các mạnh thường quân, các nhà tài trợ. Nghị lực tuyệt vời của Nguyễn Thị Oanh. Odekta của Indonesia cũng rất đáng khen ngợi, mặc dù chưa thể đổi màu huy chương của mình,